Yo, what's up? Xin chào các bạn, chào các bạn trở về channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đóng gói khi chuyển hàng bưu điện. Thì lý do làm video này bởi vì một số các bạn không biết nha, inbox cho mình là anh ơi, em không biết làm thế nào để gửi hàng qua bưu điện và em rất muốn trade đồ với ai đó và đủ thứ hết. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện luôn là mình sẽ gửi đóng gói con Factory Grind Machine. Thì mình sẽ làm sẽ gửi cho Hiếu hay Trọng gì đó. Nói chung là anh xin lỗi tên em vì anh không nhớ tên. Nhưng dù sao thì anh vẫn sẽ đóng gói cái gói hàng này và gửi cho em ha. Thì những nguyên liệu các bạn cần đây là gì? Hàng các bạn gửi thì trong trường hợp này là con Factory Grind Machine, một cái hộp giấy và bút và băng keo nữa. Thì băng keo thì mình sẽ nói gì bằng sau ha. Thì cái trước tiên các bạn cần nguyên liệu, thì nếu các bạn nếu đối với một số các bạn là chỉ là gửi vô không một con vô không như thế này, và đây là con vô C3 Radius. Thì đối với một số bạn mà chỉ gửi một con vô như này mà không có để đính kèm hộp thì các bạn nên là tìm một cái gọi là mình nên lấy giấy bọc nó lại để bọc lại, hoặc là lấy bao nhiêu năm bọc lại và bỏ vô một cái hộp. Mình ví dụ như là xin lỗi bạn, ở đây mà không có hộp ha. Nói chung mình sẽ ví dụ một cái hộp này luôn ha. Thì cái hộp này khá là dài nhưng ok, thì dù sao thì bạn nên tìm một cái hộp nó khá là bự, nó khá là cỡ ít nhất cũng cỡ một cái tờ giấy như thế này. Thì theo như bưu điện mà nói với mình á, thì cái miếng hộp đó phải chiều rộng khoảng cỡ một miếng tắc cái nè, một miếng tắc cái như thế này ha. Đây thì bạn thấy cỡ như đây là nó sẽ chấp nhận ha. Còn đối với mình á, mình gửi cái hàng dài này thì chắc cũng không không sao hết. Ok, và đó là khi bạn gửi bạn chỉ một con như thế này thôi. Nếu bạn gửi nhiều hơn mà có thể đựng vô trong cái hộp khác, như là trong cái hộp như thế này chẳng hạn, mình chỉ có show những thứ mình có đây thôi ha. Thì đó là khi mà bạn chỉ gửi một con thôi. Và trong trường hợp này mình sẽ gửi một con và đính kèm một hộp luôn. Mình sẽ gửi vào trong hộp này vì hai cái hộp này khá phù hợp ha. Ok, trước tiên là các bạn sẽ thấy bên trong chẳng có gì hết và mình sẽ bỏ nó vào như thế này. Ngoài ra thì nó trong đây nó còn khá nhiều chỗ trống cho nên là mình sẽ tìm gì đó để độn nó vô ha. Thì mình sẽ độn giấy như vô vào, các bạn đợi mình tí. Rồi thì đây mình có mấy cái mấy tờ giấy mà không dùng nữa, mình sẽ nhét gọn nó vô. Rồi đấy, các bạn thấy nó sẽ ít chuyển động hơn gì nhiều, và nó sẽ đảm bảo những đồ hàng của bạn nó không bị dao động mạnh khi vì một số đồ vật khiến dễ dễ bở bể bể sợ các bạn ha. Rất rất khó dễ bể nên khi mà mình sẽ độn vô như thế này và sẽ đảm bảo va đập hạn chế. Thì đó chính là khi bạn đóng gói trong cái hộp như thế này rồi thì tiếp theo và chỉ cần giấy giấy như thế này và bút, và bạn sẽ ghi cái gì? Thì trước tiên các bạn nên ghi tên của mình vô chữ tên, nó sẽ có hai phần ha, hai phần. Bên đây bạn sẽ ghi là của người nhận cũng phải của người gửi đây. Gửi mày biết chữ mình xấu nên bớt comment nha. Ví dụ tên mình là Lương Việt Trường như này, và tiếp theo là địa chỉ. Thì
Mình sẽ không để đấy chỉ chính xác trong trường hợp này, bởi vì mình không muốn các bạn biết, nên là mình sẽ để ít ít sẹt ít ít đường gì đó hay biết rồi. Gì đó, đây là số nhỉ, ví dụ đây là số thì sự gặp thì đó thì dễ như là các bạn, ví dụ mình ví dụ thôi nha, như là mình ở quận 7, mình ở đường Hoàng Tân Phát. Phát và có thể ghi đầy đủ thêm là phường 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 hoặc là xã xã hay gì đó thì đó tùy các bạn ha. Theo là quận đến quận mình ở quận 7, Q7, thành phố Hồ Chí Minh vậy đấy. Đây rồi số điện thoại 090 ít 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, thì đây là mình chỉ để minh họa thôi nha. Thì đây là thông tin bạn cần cần chú ý ha, cần ghi, thì bởi vì bưu điện nó cần tham chính thông nhiều thông tin từng cả hai bên, vừa người nhận và người gửi để chính xác ha. Còn bên đây thì bạn ghi người nhận thôi, người nhận là ai thì bạn hãy liên lạc với họ. Người nhận thì như Lê Văn A, địa chỉ ít ít sẹt ít ít sẹt ít ít đường bla 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 đường gì đó. Họ ở đâu mình không biết, có thể là thành phố quận gì đó, Hà Nội chẳng hạn. Mình ví dụ ha, số điện thoại thì ở những gì kiểu như là 090 ít 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 rồi 82 chẳng hạn, thì mình ví dụ ha nha. Thì đây là thông tin các bạn cần để ghi lên tờ giấy thì bạn có thể ra bưu điện này và họ sẽ hướng dẫn bạn từng ly từng tí. Nhưng mà về cái thông tin mà bạn có đó thì là chỉ là tên, địa chỉ, số điện thoại của hai bên ha. Và ví dụ nếu các bạn ship code đó, nghĩa là bán hàng qua nhờ bưu điện gửi thì tiền giùm, thì bạn nên ghi là đây, mình đang ghi ship code như thế này và giá ví dụ 300 ngàn phí 5 đồng như thế này, ví dụ mình sẽ ví dụ như thế này ha đó. Và ngoài ra thì đó là đi phí chỉ có giá trị món hàng thôi nha. Còn phí, còn ngoài ra nó sẽ có thêm là phí bạn phải gửi tiền trước, như ví dụ là bạn gửi hàng đó thì họ sẽ nói là hàng ship bao nhiêu thì tiền ship á, thì có thể là bên kia trả hoặc là bên mình trả, nhưng mà họ bưu điện luôn ứng trước từ người gửi là bao nhiêu. Ví dụ mình bán cỡ mình ví dụ mình bán có hàng là 300 ngàn và tiền ship là 25 ngàn thì họ sẽ thu mình trước 25 ngàn. Và nếu bạn có ghi ở đây ghi là cộng cộng cước. Ok, đây cộng cước, cái cước này là phí ship nha, ui sorry slide hai slide slide đẹp chưa, đẹp ha. Thì đó, đây là cái cước như là phí ship thì họ sẽ ứng trước, họ sẽ là người gửi ví dụ đây là mình ha, mình gửi, nếu mình gửi mình sẽ trả trước họ bao nhiêu, đây bao nhiêu tiền để ship món hàng đó ha, để ship món hàng đó. Và ngoài ra thì sau khi mà bạn đưa tờ giấy này cho họ, đưa tờ giấy địa chỉ thông tin và gói hàng, họ họ sẽ đưa các bạn một cái gọi là đem đi không làm xíu rồi các bạn,
Thì chơi nãy giờ mình tìm kiếm không thấy cái tờ giấy đó hóa đơn thì mình sẽ nói luôn minh họa kiểu như vậy nè. Thì khi bạn đã gửi hàng rồi thì họ bưu điện sẽ tính khi sau khi thu tiền bạn xong nó sẽ họ đưa bạn một tờ giấy và trong đó nó sẽ ghi đầy đủ thông tin là tên đầy đủ đủ thông tin các bạn ghi trong cái phòng một cái bìa tờ giấy thì như là tên người dẫn đúng không, và cộng thì nó sẽ có một cái mã đó sẽ gọi là nó sẽ như thế này nè, nó sẽ có một cái hình đây, nó sẽ có một cái hình gạch 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 y chang như thế này và ở dưới nó sẽ có cái số như như ví dụ là ES rồi số 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 chín số VN hoặc là CZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VN. Đây nó sẽ có một cái mã, sẽ có số như thế này, một cái hình sẹt sẹt cái gì giống như trên khi bạn mua đồ á, mua đồ chẳng hạn sẽ có đúng rồi đây thì nó sẽ có mấy cái hình sập 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 cái này nè, và có cái mã ở dưới, cái mã ở dưới được cái mã đó là cái mã hàng mã gói hàng của bạn. Bạn nên giữ, mình nhắc lại nha, các bạn nên giữ lại cái mã đó để có thể để là một là nếu bưu điện gửi hàng cho bạn mà bạn không có đó họ sẽ bảo lưu tại bưu điện, và bạn muốn lấy hàng tại bưu điện á trừ khi nếu bạn trả tiền á, nếu bạn và phải cần cái mã này để họ kiểm tra coi hàng đó ở đâu và thông dò nó như thế nào, thông dò nó tại bưu điện ha. Cho nên là bạn không nên, một khuyến cáo các bạn là nên giữ lại cái mã này bất kỳ giá nào. Hãy sau khi mà ví dụ mình chút nào mình gửi hàng thì mình cũng sẽ đưa cái mã để cho người nhận mình thôi. Thì là ví dụ mình là người nhận nha, mình ví dụ mình là người nhận thì mình luôn luôn trước khi mà họ ra bưu điện thì mình luôn nhắc nhở người đối tác mình á là hãy đưa em cái mã này, là nó sẽ có hình này và nó có hàm số như này, hãy đưa em cái mã này trước khi anh dục có hóa đơn thì nó ok, nếu không hãy thì hoặc là kêu họ chụp lại cái mã này trên tờ giấy của họ thì bạn sẽ giữ sẽ mới có được thông tin này. Bạn nếu và mình hay có thói quen là vậy nè, là sau khi mà có cái mã này thì mình lên trang web của VN Post trong VN thì mình vô cái trang web này vnpost.vn, đây là địa chỉ của bưu điện ha, để mình tra thì nó sẽ có cái gọi là điện hướng dẫn luôn ha, tra mã bưu phẩm, đây thì sẽ có mã bưu phẩm và sẽ sorry xin lỗi các bạn rất nhiều. Ok mình sẽ bắt đầu, mình sẽ nói lại ha. Thì sau khi bạn đã có cái mã này rồi thì bạn sẽ lấy cái mã này điền vào cái chỗ cái khung này ghi là tra mã bưu phẩm á, thì tùy vào nơi bạn gửi thì không không mình là thường gửi bưu điện VN Post, nó có thể là Viettel Post chẳng hạn, Viettel Post này cũng có cái mã, hiện nó cũng sẽ cũng có cái mã như này mà chỉ là nó không có số, nó có mấy cái chữ này thôi. Thì dù sao thì bà cũng nên nó cũng áp dụng cách y chang luôn, là sẽ bạn nên nói là đi xin cái mã ở đây và vào trang web của bưu điện mà bạn gửi và điền của nó vô vào đây bạn, thì sau đó bạn sẽ có thể kiểm tra được là hàng mình đang tới đâu rồi, đã rời lúc mấy giờ, chơi đường đang trên đường tới hoặc là đang ở đâu, thì đó là cách thường mà mình cha mình có thể biết là hàng mà đã tới đâu. Thì đôi khi là mình tới sau khi mà nghĩa là hàng tới bưu điện gần gần giường mình á thì mình có thể biết là hàng đã tới rồi thì mình sẽ ra đó mình nhận một cách không mà không có tính gì hết. Thì ngoài ra đó bước tiếp theo là bạn nhận hàng thì sẽ có hai thì sẽ coi là hai kiểu ha, có thể gọi là vậy. Một đó là bạn mua hàng là bạn cần trả tiền này, là bạn vừa nhận hàng mà phải trả tiền cho bưu điện. Hai là bạn chỉ nhận hàng không thì bạn không có tốn gì hết. Nhưng mà đây lưu ý cho các bạn nhỏ khi làm điều này ha. Thì hãy xin phép chứng minh nhân dân của cha mẹ
cho của người lớn á, phải có chứng minh nhân dân để có thể nhận hàng được. Vì mình đã mất sai lầm này một lần rồi, là lúc mình đi mình không có đem nên phải gọi điện về cho người thân mình đọc số. Hay dù sao thì hãy thì cho nên là muốn nhận hàng thì cũng là bạn chỉ có thể là nhờ người lớn nhận hàng, hoặc là nếu bạn mua hàng online thì bạn mà đưa bằng mà ship bằng đường bưu điện thì bạn có thể trả tiền cho bưu điện ha. Thì ok, xong. Any question? Nope. Xuống dưới comment ha. Ủa, xin lỗi. Ý, xin lỗi các bạn. À, mình mới cũng đi học đánh văn về nên đâm đầu vào làm liền ha. Thì đó là cách đơn giản, cách mình hướng dẫn các bạn cách nào để gửi một cách thức để gửi hàng qua bưu điện ha. Thì có bạn còn có thắc mắc gì thì comment ở dưới. Mình nghĩ mình đã là liệt kê đủ thông tin mà mình hay làm ha. Well, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video lần sau. Đây là Quy Linh.